Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Tết Mắt. Sắp đến Tết rồi, bạn nào chưa có máy giặt hay là máy giặt của các bạn đang bị hư hoặc máy giặt của bạn quá cũ và giặt không còn tốt và bạn muốn mua máy giặt mới, dù là nhu cầu thế nào đi chăng nữa thì Tết Mắt cũng sẽ mắt nhỏ cho các bạn 5 máy giặt đáng mua với giá hợp túi tiền để các bạn sắm ngay trong dịp Tết Mậu Tuất này nhé. Chiếc máy giặt đầu tiên mà mình muốn giới thiệu tới các bạn đó là Aqua 9kg AQWU91BT. Aqua là một hãng sản xuất máy giặt được nhiều người tin dùng, và theo mình thấy thì bạn bè hay là người thân của mình đa số đều dùng máy giặt của hãng này. Và hôm nay tất nhiên mình cũng sẽ mách nhỏ các bạn một chiếc máy giặt của Aqua, và đặc biệt là đây là một chiếc máy giặt có mức giá rất là dễ mua luôn. Xét về ngoại hình thì tất nhiên chiếc máy giặt này sẽ không có ngoại hình quá xuất sắc như những chiếc máy giặt có giá cao cấp hơn mà lát nữa mình sẽ giới thiệu tới các bạn. Nhưng đây cũng là một cái thiết kế khá tốt, gọn gàng và đơn giản. Chiếc máy giặt này cũng có những cái tính năng nổi trội như là công nghệ Multi-Z tạo ra được nhiều luồng nước phun liên tục từ các hướng khác nhau bên trong lòng giặt, giúp cho bột giặt được hòa tan nhanh hơn nè. Hay là công nghệ giặt sóng siêu âm tạo ra hàng triệu bọt khí của mâm giặt luôn. Còn có cả công nghệ diệt khuẩn nano ion bạc giúp tiêu diệt vi khuẩn và khử mùi hôi hiệu quả nữa. Và cuối cùng, đáng chú ý nhất chính là giá của chiếc máy giặt này chỉ khoảng 5.700.000 đồng mà thôi. Quá hấp dẫn luôn đúng không nào? Và chiếc máy giặt thứ hai mà mình muốn giới thiệu tới các bạn đó là Panasonic 11,5kg NAF115A5WRV. Và đây là một cái chiếc máy giặt có mức giá vừa tầm và cũng mang nhiều cái tính năng thú vị. Nói về ngoại hình của chiếc máy giặt này thì cũng có một cái thiết kế tương đối đẹp nè. Màu sắc thì trẻ trung và dáng máy cũng rất là gọn gàng, trong khi khối lượng quần áo giặt được của nó lên đến tận 11kg. Về tính năng thì đầu tiên, chiếc máy giặt này có một cái chiếc hộp đánh tan bột giặt kết hợp là hệ thống tạo bọt, cho nên khi mà sử dụng thì các bạn không cần lo lắng là bột giặt còn bám trên quần áo. Còn có cả công nghệ Stain Master loại bỏ vết bẩn hiệu quả hơn. Và chiếc máy giặt này còn có chế độ khóa an toàn và có thể hẹn giờ giặt được nữa. Máy giặt còn có đến 8 chương trình giặt để mà các bạn lựa chọn và sử dụng. Chiếc máy giặt này có giá khoảng là 9 triệu đồng. À, mà đối với dòng máy giặt này thì các bạn còn có thể có thêm những cái lựa chọn về khối lượng giặt khác nữa nha, như là 12,5kg nè hoặc là 13,5kg nữa. Lựa chọn thứ ba đó chính là Samsung Inverter 16kg WA16Z6750SB. Cặp chéo SB. Điều đầu tiên đáng lựa chọn là vì vẻ ngoài nhìn rất là sang trọng và hiện đại của chiếc máy giặt này, cùng với một cái khối lượng khủng mà nó có thể gánh được lên đến 16kg. Chiếc máy giặt này sẽ vô cùng phù hợp với một gia đình đông người hoặc là có nhu cầu giặt quần áo cao đối với những gia đình không có thời gian để giặt giũ hàng ngày. Không gian rộng rãi này mà để dùng giặt chăn màn Tết thì còn gì xuống bằng nữa chứ đúng không? Và nếu như mà các bạn không có nhu cầu giặt nhiều như thế cũng không sao, bởi vì chiếc máy giặt này cũng có một cái lựa chọn nhỏ hơn, đó là 12kg. Và ngoài cái sự rộng rãi đó thì Samsung Inverter WA16Z6750SB SB còn có một cái mâm giặt bên trong lòng giặt để mà các bạn có thể giặt sơ quần áo nè, giặt chỗ nào bẩn nhiều và khó giặt trước khi mà cho vào máy giặt nữa. Và ngoài mâm giặt ra thì máy giặt này còn có một cái mâm giặt khác tên là Whoopi, để mà có cái chức năng tạo luồng nước đa chiều mạnh mẽ, đánh bay vết bẩn nhanh chóng mà còn giữ được cái chất lượng vải và làm giảm sắn rối quần áo nữa chứ. Phía trên thì còn có hộp đánh tan bột giặt giúp cho bạn đánh tan và hòa bột giặt dễ dàng hơn nè. Hay là còn có bộ lọc sơ vải giúp quần áo sạch tinh tươm mà còn hạn chế được tắc nghẽn đường thoát nước và dễ dàng vệ sinh hơn nữa. Đặc biệt là chiếc máy giặt này có đến 9 chế độ giặt khác nhau, tha hồ mà lựa chọn luôn nha. À, còn có động cơ inverter giúp tiết kiệm điện và vận hành êm ái ổn định nữa chứ. Và giá bán lẻ đề xuất của chiếc máy giặt này đó là 15.700.000 đồng. Ghế thứ tư đó là máy giặt Beko Inverter 10kg WI104764MW. Đây cũng là một cái chiếc máy giặt có ngoại hình sang trọng nè, hiện đại nè, cũng được tích hợp nhiều những cái tính năng hay và có ích như là công nghệ inverter tiết kiệm điện lên đến 75% lượng điện năng tiêu thụ, giúp máy hoạt động êm ái và bền bỉ nữa. Hay là công nghệ sóng nước AquaQuay giúp giặt sạch quần áo hiệu quả mà cũng tránh mài mòn và hư hại vải. Chiếc máy giặt này cũng có tính năng giặt nước nóng làm giảm các vi khuẩn gây hại và làm mềm vải nữa. Ngoài ra còn có công nghệ giặt yên tĩnh Silent Test. Công nghệ này sẽ kết hợp với công nghệ inverter giúp cho máy cân bằng tải trọng, giảm sốc, giảm rung trong quá trình vận hành, đảm bảo sẽ êm ru luôn. Hay là còn có chế độ hẹn giờ khi mà giặt xong nữa nè. Và đặc biệt là còn có tính năng khóa trẻ em, và khi các bạn kích hoạt cái tính năng này thì máy giặt sẽ khóa bằng phím điều khiển, tránh tình huống xấu khi mà trẻ em chơi gần máy giặt. Đây là tính năng rất hữu ích cho những gia đình có em bé luôn.
Và cuối cùng là chiếc máy giặt này của Beko được trang bị đến 16 chương trình hoạt động khác nhau. Các bạn có thể tùy chọn thoải mái luôn. Và giá bán của chiếc máy giặt này là khoảng 16 triệu đồng. Và cuối cùng là chiếc máy giặt sấy LG Inverter 9kg FT1409D4E. Sao mà cái máy giặt nào cái tên nó cũng dạng mặn như vậy không biết nữa. Và cái chiếc máy giặt cuối cùng này cũng là chiếc máy giặt giá cao nhất mà hôm nay mình muốn giới thiệu tới các bạn luôn. Ngoại hình thì các bạn cũng có thể thấy trên hình rồi đó, cực kỳ đẹp và sang trọng. Còn về tính năng thì tất nhiên chiếc máy giặt này được tích hợp công nghệ inverter tiết kiệm điện năng từ 30-50% điện năng tiêu thụ, với máy giặt hoạt động êm ái bền bỉ. Chiếc máy giặt LG này còn có công nghệ giặt 6 chuyển động mô phỏng theo bàn tay của con người, cho nên có thể khắc phục tối đa được các tình trạng xoắn rối quần áo hay là sờn mòn vải. Hay là công nghệ hơi nước Space Steam diệt được tới 99,9% các tác nhân gây dị ứng bám trên quần áo, đồng thời giúp quần áo sau khi giặt được mềm hơn, thơm hơn và trông mới hơn nữa. Đặc biệt là chiếc máy giặt này còn có chức năng chẩn đoán thông minh qua NFC, truyền dữ liệu tới máy giặt để các bạn có thể dễ dàng hơn trong việc là tải các chương trình giặt mới và sửa chữa một số lỗi thường gặp ở nhà. Và điều đặc biệt nhất là nằm ở tên của chiếc máy giặt này, đó chính là nó còn có thể sấy khô quần áo của các bạn nữa. Và khối lượng quần áo mà chiếc máy này có thể sấy lên đến 5kg. Quá tuyệt vời cho một chiếc máy 2 trong 1 có đúng không nè. Và các bạn sẽ không còn phải lo quần áo không kịp khô để đi chơi Tết nữa nha. Và các bạn có thể mua chiếc máy giặt này với giá là khoảng 18 triệu đồng. Xong rồi, đó là top 5 máy giặt mà mình nghĩ là đáng mua ở nhiều mức giá khác nhau. Tất nhiên là vẫn còn những chiếc máy giặt có giá rẻ hơn, cũng như là những chiếc máy giặt có giá cao hơn, hay là những chiếc máy giặt cao cấp hơn chẳng hạn. Nhưng mà mình nghĩ là trong khoảng giá này thì các bạn sẽ dễ lựa chọn và dễ mua hơn. Tất nhiên, đó cũng chỉ là ý kiến của Tết Mắt mà thôi. Còn các bạn nghĩ sao về những chiếc máy giặt mà mình đã đề cập? Và các bạn còn có những cái lựa chọn nào khác hay không? Để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận nhé. Còn bây giờ thì Như Quỳnh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video khác của Tết Mắt.